Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Frank giải thích Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Trong phần tiếp phỏng vấn với cựu phân tích gia chiến lược của CIA ở Việt Nam, đài BBC đã hỏi ông Frank về câu chuyện Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa như thế nào từ sau hòa đàm Paris năm 1973. Mỹ có phản bội hay bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa hay không? Theo Frank, vào năm nay 78 tuổi, hiện sống tại California, là một câu hỏi phức tạp đòi hỏi một câu trả lời cặn kẽ. Ông nhận định rằng việc bỏ rơi này khởi đầu với Henry Kissinger, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Richard Nixon, và sau đó là General Ford. Đây là hình ảnh Henry Kissinger. Franz nói rằng Kissinger đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vì lý do chính trị. Tôi đặt tựa một cuốn sách của mình viết là Khoảng cách coi được. Tựa đó nhắc đến sự kiện vào năm 1972 khi Kissinger đàm phán hòa bình dẫn đến việc ngừng bắn. Điều duy nhất ông quan tâm là đưa Hoa Kỳ ra khỏi cuộc chiến, thoát khỏi vũng lầy xấu hổ. Kissinger muốn phải có một khoảng thời gian được coi giữa việc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam và chiến thắng tất yếu sẽ đến của Cộng sản, để Hoa Kỳ không bị đổ lỗi cho việc thất trận. Khi Kissinger gặp Chu Ân Lai năm 1971 để sắp xếp cho chuyến công du bí mật của Nixon đến Trung Quốc, ông nói với Bắc Kinh rằng nếu có ngừng bắn ở Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ không tái can thiệp quân sự. Và chỉ cần có khoảng thời gian hợp lý giữa cuộc ngừng bắn đến lúc Hoa Kỳ rút quân và sự tiếp tục xâm lược của Cộng sản, chúng tôi sẽ không quan tâm nếu đồng minh Bắc Việt của quý vị tấn công Nam Việt Nam, miễn là họ không tấn công ngay sau khi chúng tôi rút đi. Đó là câu khởi đầu của lý thuyết khoảng cách coi được, mà ngày nay nhiều người nhận định là sự phản bội Việt Nam Cộng Hòa của Hoa Kỳ. Kissinger đến Paris vào mùa hè năm 1972 để đàm phán với Lê Đức Thọ về những gì sau đó trở thành Hiệp định Hòa Bình. Lúc đó, Kissinger bàn với Nixon rằng nếu mọi thứ chỉ cần kéo dài đến tháng 10 tới, tức là vài tháng nữa, hay nói cách khác, qua cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp thì sẽ không ai thèm quan tâm đến điều gì xảy ra cho Việt Nam sau một năm sau đó, tức năm 1974. Sẽ không ai còn quan tâm và Mỹ thì đã rút khỏi cuộc chiến từ lâu. Câu hỏi của đài BBC rằng Kissinger đã thực sự bàn với Nixon như vậy phải không? Làm sao ông biết được điều đó? Frank trả lời, bởi vì Nixon đã ghi âm lại tất cả những cuộc trò chuyện này và trong những năm gần đây, rất lâu sau tôi mới viết cuốn sách và băng ghi âm được những cuộc trò chuyện đó được bạch hóa, nên bây giờ chúng ta có thể xác minh bằng chính lời của Kissinger và Nixon rằng quả thực họ đã chuẩn bị bỏ rơi Việt Nam vào năm 1972. Thật ra Kissinger đã đề cập điều này với Trung Quốc từ năm 1971, một năm trước khi Hoa Kỳ mở rộng quan hệ với nước này. Khi Kissinger đến Bắc Kinh, ông cho rằng chúng tôi sẽ giúp các bạn một tay, hãy cùng chúng tôi thu xếp để Nixon đến thăm Trung Quốc, hãy cùng nhau mở mang quan hệ. Đây là hình ảnh Nixon sang Trung Quốc gặp Thủ tướng Chu Ân Lai và cả Chủ tịch Mao vào năm 1972, mở đường cho chiến lược mới của Hoa Kỳ về khối Cộng sản và châu Á, gồm cả các vấn đề liên quan đến hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Ảnh ông bà Nixon thăm dân Trung Quốc ở Tây Hồ, Hàng Châu. Điều này cũng dễ hiểu, chiến tranh Việt Nam lúc ấy đang là một vấn đề rất lớn. Bắc Kinh là đồng minh của Hà Nội, vậy Nixon có thể cống hiến cho Bắc Kinh điều gì để khiến họ cởi mở hơn và trở thành bạn của Hoa Kỳ? Nixon có thể cho họ Việt Nam, và nếu ai muốn có bằng chứng là Hoa Kỳ dưới thời Nixon và Kissinger đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, thì đó là điều này, một bằng chứng rõ ràng. Câu hỏi tiếp theo, vào thời điểm đó có ai khác biết về cuộc thảo luận này giữa Kissinger và Nixon hay không? Franz nói rằng, những gì Kissinger và Nixon thảo luận về Việt Nam vào thời điểm đó, chỉ họ và những phụ tá biết, vì tất cả những điều này đều được Nixon cho ghi lại trên các cuộc băng bí mật của Nhà Trắng, nhưng nhiều năm sau mới được công bố rộng rãi. Việc thu băng bắt đầu bị lộ trong vụ bê bối Watergate. Và những cuốn băng này đã khiến ông và Kissinger, đặc biệt là Kissinger bị lên án, vì Kissinger rất thẳng thắn trong các cuộc nói chuyện với Nixon vào mùa hè năm 1972 trước Hiệp định Paris. Kissinger nói với Nixon là chúng ta đang đàm phán theo một tình huống mà về cơ bản chúng ta chỉ tìm cách thoát khỏi nơi này và không quan tâm đến những gì Bắc Việt Nam làm, miễn là có một khoảng thời gian coi được giữa lúc chúng ta rút quân, thời điểm
có cuộc ngừng bắn và Sài Gòn sụp đổ. Sau đó thì Sài Gòn có sụp đổ cũng chẳng sao. Không biết, không ai biết gì về những điều này cho đến khi có một đột phá lớn vào tháng 10 năm 1972. Hoa Kỳ đồng ý với Lê Đức Thọ là sẽ không yêu cầu lực lượng Bắc Việt Nam rời khỏi miền Nam. Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống của đất nước bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều này cũng không được biết. Ông Thiệu chỉ biết chuyện này vì Võ Văn Ba, gián điệp CIA bên trong đội bộ chỉ huy của Cộng sản đã phát hiện ra qua các kênh riêng của ông rồi báo cáo cho CIA và cho cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 10, ông Thiệu phát hiện ra là mình đã bị Kissinger bán đứng và Hoa Kỳ hoàn toàn bằng lòng có hiệp định hòa bình mà không yêu cầu Bắc Việt Nam rút quân khỏi miền Nam. Câu hỏi tiếp theo, chắc chắn Kissinger không thể tự mình quyết định làm như thế, ông ấy phải làm theo lệnh của ai chứ, có đúng không? Franz, đúng thế. Kissinger và Nixon cùng nghĩ ra chiến lược bỏ rơi Việt Nam và trên thực tế họ đã thực hiện. Đây hình ảnh lính Việt Nam Cộng Hòa ra trực thăng tại Xuân Lộc sau những nỗ lực cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ. Vào năm 1969, Kissinger và Nixon đến nhậm chức tại Nhà Trắng. Họ là một cặp đôi, trong đó Nixon là Tổng thống. Họ hứa đưa Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam, đó là lời hứa với người dân Hoa Kỳ khi tranh cử. Tại một thời điểm nào đó, Nixon nói rằng ông sẽ chấp nhận điều kiện ngừng bắn tại chỗ để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán. Và câu hỏi đặt ra là ý của Nixon là gì? Dường như khi ông ta đề cập cái việc đó, lần đầu không ai nhận ra rằng ngừng bắn tại chỗ có nghĩa là bạn đứng yên và kẻ thù cũng vậy. Điều đó có nghĩa là tất cả quân Bắc Việt ở Nam Việt Nam không phải rời đi mà sẽ ở lại. Vì vậy, ngay từ năm 1969, bất cứ khi nào ý tưởng của một hiệp định hòa bình được thảo luận, Nixon đều tính đến một lệnh ngừng bắn tại chỗ. Điều đó có nghĩa là cho phép lực lượng của phe địch hiện diện ở miền Nam và đó là một công thức dẫn đến thảm họa. Công bằng mà nói, Nixon cũng không có lựa chọn nào khác vì Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã không đánh bại được Bắc Việt, đã không buộc được họ ra khỏi miền Nam. Chúng ta không thể ném bom, chúng ta không thể ngăn chặn cuộc xâm lược ở Bắc Việt Nam, mỗi mùa khô lại gửi thêm từ 60.000 đến 100.000 quân tiếp viện vào miền Nam, thay thế những quân lính đã tử trận. Chừng nào điều đó còn xảy ra, trừ khi bạn dội bom lên miền Bắc, chiến tranh vẫn tiếp tục và bất cứ hiệp định hòa bình nào cũng phản ánh sự thật rằng chúng ta đã không đánh bại được kẻ địch. Tiện đây tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện như sau. Sau chiến tranh, tôi trở lại Việt Nam vào năm 1991 với tư cách là khách mời của đài BBC. Trong chuyến đi đó, tôi cùng một nhóm làm phim BBC đến bộ chỉ huy cũ của lực lượng Cộng sản thời chiến ở tỉnh Tây Ninh. Một số cán bộ mặc bộ đồ đen, đeo huy chương kéo đến gặp anh chàng CIA đã trở lại Việt Nam này, ở ngay trong cái hang mà chúng tôi tìm cách làm cho nổ tung trong suốt cuộc chiến. Trong bữa ăn trưa gần Củ Chi, chúng tôi thảo luận và đây là những gì một người Cộng sản nói với tôi rằng. Các bạn Mỹ, chúng tôi không thể nào hiểu phản ứng của các bạn vào năm 1969 khi chúng tôi đang bị thương vong nặng nề sau Tết Mậu Thân 1968 và những trận tiếp theo. Đây là hình ảnh trong địa đạo Củ Chi với những lối đi vòng vèo trong lòng đất nơi bộ đội và du kích Cộng sản ẩn náu. Người này nói thêm, chúng tôi đã tổn thất quá nặng và không thể tiếp tục cuộc chiến với cường độ cao trong vòng 2 năm. Tại sao các bạn không dội bom xuống các con đê ở Hà Nội như vậy? Nghe câu hỏi đó, tôi đã nói với ông ta là chúng tôi đã dự định làm điều đó nhưng Lầu Năm Góc quyết định rằng nếu làm như thế, chúng tôi sẽ giết chết rất nhiều thường dân Bắc Việt và chúng tôi không thể thực hiện giải pháp đó vì lý do nhân bản và đạo đức. Hoa Kỳ, tức chính quyền của Nixon, thường bị chỉ trích là vô đạo đức và vẫn nhẫn tâm làm điều mà Bắc Việt Nam chắc chắn sẽ làm nếu họ có lựa chọn đó. Nếu họ có thể dội bom xuống miền Nam, bạn có nghĩ rằng họ sẽ làm không? Hoa Kỳ thì không. Trong cuộc thảo luận đó, tôi nhớ đã không thể tin được là họ đã phân tích đúng vấn đề của Hoa Kỳ, là chúng tôi không tàn nhẫn đủ. Nếu năm 1969 chúng tôi dội bom lên đê điều ở Hà Nội thì có thể cũng không thắng, nhưng chắc chắn sẽ làm chậm lại cuộc chiến. Những người Việt Cộng sản Việt Nam mà chúng tôi tiếp xúc sau cuộc chiến tranh xác nhận điều này, rằng Hoa Kỳ đã có thể đẩy cuộc chiến vào bế tắc, nhưng chúng tôi không làm thế và bỏ lỡ cơ hội. Thay vào đó, Nixon rút lực lượng Mỹ ra khỏi Việt Nam theo nguyện vọng của người dân Mỹ và đưa quân Việt Nam Cộng Hòa ra tiền tuyến thay cho những người Mỹ đang rút đi. Chính sách Việt Nam hóa chiến tranh đó không hữu hiệu
vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy không thể làm được những gì Hoa Kỳ đã làm khi không còn sức mạnh của không quân Mỹ và viện trợ của Mỹ. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa sẵn sàng để chiến đấu một mình. Tôi cũng luôn cảm thấy rằng trong những sai lầm lớn nhất của Hoa Kỳ là chờ đến năm 1969 mới Việt Nam hóa chiến tranh. Việt Nam hóa có lẽ ra phải được bắt đầu ngay từ lúc quân đội Mỹ vào Việt Nam. Bởi vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa cho đến năm 1963-64 được huấn luyện rất kỹ về chiến thuật của Pháp từ những cố vấn của Pháp. Và họ học cách đánh các trận đánh quy mô cấp tiểu đoàn, trong đó có đơn vị của họ là tiểu đoàn chiến đấu với các tiểu đoàn khác. Đó là cách người Pháp đánh trận. Cộng sản trong khi đó áp dụng chiến thuật du kích. Khi bắt đầu chính sách Việt Nam hóa năm 1969, Kissinger nghĩ đó là một chính sách tốt nhưng đã quá chậm trễ. Và cuối cùng thì Kissinger chỉ muốn mua một khoảng thời gian cho quân đội Mỹ rút ra khỏi Việt Nam. Để sau đó khi Sài Gòn thất thủ thì không ai đổ lỗi cho Hoa Kỳ, khiến Kissinger và chính quyền Nixon không bị xấu hổ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào năm 1968. Nhưng tại sao Hoa Kỳ là đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa không đợi cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng chiến đấu rồi mới rút quân? Câu hỏi được đặt ra. Frank trả lời: trong một cái nhìn toàn cảnh hơn, bạn có thể đổ lỗi cho người Mỹ về điều đó. Bạn có thể đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã rút lực lượng của họ ra khỏi Việt Nam ở thời điểm mà họ đã làm trước khi Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng. Nhưng các động lực chính trị của Hoa Kỳ thời đó không cho phép những quân lính Mỹ ở lại Việt Nam. Điều đó đơn giản là không thể xảy ra. Những người cho rằng Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam thì đã không viện trợ đủ cho Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian ngừng bắn đã nói đúng. Vì lý do chính trị, viện trợ Hoa Kỳ đã không được cấp, nhưng thực tế là, thứ nhất, viện trợ không thể đến kịp thời để cứu miền Nam Việt Nam. Thứ hai, hệ thống hậu cần của Việt Nam Cộng Hòa đã bị tham nhũng lũng đoạn, khó có thể tiếp thu và triển khai thêm vật liệu một cách hiệu quả. Lính Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn cuối của cuộc chiến thường là tiền tuyến, không có đủ đạn dược. Nhưng lý do không phải vì không có mà vì đạn dược được đưa ra đến hoặc đã bị hút vào thị trường chợ đen, hoặc đã bị thất lạc mà không ai biết nó đi đâu, vì miền Nam Việt Nam rơi vào thời điểm đó không có một hệ thống hậu cần hữu hiệu. Và cuối cùng, các cấp tư lệnh Nam Việt Nam thì lo xa, không muốn để vũ khí thặng dư gần tiền tuyến, phòng khi Cộng sản tràn vào mà cất chúng ở xa. Vì vậy, khi Cộng sản tấn công vào quân khu 1, họ cạn kiệt đạn dược và không có một kho dự trữ đủ gần để có thể đến lấy trước khi Cộng sản tiến chiếm. Với tất cả những nguyên nhân do đan xen vào nhau này, tham nhũng và kém hiệu quả là những yếu tố thấy rõ. Tôi nghĩ những người bạn Việt Nam thân yêu của tôi không đúng khi đổ lỗi sự sụp đổ nhanh chóng của Việt Nam Cộng Hòa cho Hoa Kỳ, vì sự việc phức tạp hơn rất nhiều. Một lần nữa, Hoa Kỳ có bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa hay không là một câu hỏi phức tạp, nhưng nói chung là có. Kissinger và Nixon đã bỏ rơi Việt Nam, nhưng thất trận ở Việt Nam Cộng Hòa đến từ những lý do gần nhà hơn. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam hiện đang bỏ tù 23 nhà báo, xếp thứ tư thế giới sau Trung Quốc. Việt Nam là một trong những nước bắt giam nhiều nhà báo nhất trên thế giới, xếp sau Trung Quốc, Myanmar và Ai Cập. Theo báo cáo đặc biệt công bố của Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế. Hôm 8 tháng 12, Tổ chức Phi Chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy tự do báo chí và bảo vệ nhà báo, công bố nghiên cứu về tình hình tự do báo chí và đàn áp truyền thông trên toàn thế giới trong năm 2021. Chính quyền của Hà Nội bị liệt vào nhóm bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới với 23 ký giả hiện đang phải chịu các án tù khác nhau. Đây là hình ảnh hai nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam, Phạm Đoan Trang và Trịnh Bá Phương, dự kiến sẽ hầu tòa trong hai phiên xử riêng biệt từ ngày 14 đến 15 tháng 12 năm 2021 tới đây. Ba phóng viên và blogger của Đài Á Châu Tự Do bao gồm các ông Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Tường Thụy và Trương Duy Nhất cũng nằm trong danh sách này. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả thì riêng trong năm nay, chính quyền Việt Nam đã khởi tố và bỏ tù 6 nhà báo, trong đó có các thành viên của nhóm Báo Sạch. Bà Huỳnh Thục Vy là trường hợp mới nhất phải lại nhà giam sau gần 3 năm hoãn thi hành án vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Bình luận về báo cáo mới nhất của tổ chức này về tình hình đàn áp báo chí ở Việt Nam, ông Trịnh Hữu Long, tổng biên tập của Luật Khoa Tạp chí đã cho Đài Tiếng Nói AFA biết quan điểm của mình như sau.
Tôi nghĩ rằng đây là một cái bản danh sách, hay có thể nói là bản thành tích cực kỳ đáng xấu hổ, cực kỳ đáng lên án của chính quyền Việt Nam. Và một điều vô cùng đau lòng nữa là trong danh sách này có một người đồng nghiệp cực kỳ thân thiết với tôi là nhà báo Phạm Đoan Trang, người đã cùng tôi lập ra tờ Luật Khoa. Thế thì tôi nghĩ rằng nó cho thấy một vấn đề rất lớn của đất nước chúng ta là cái việc hình sự hóa hành vi ngôn luận, trong đó có hành vi ngôn luận của nhà báo. Ông Trịnh Hiếu Long cũng cho biết bản danh sách 23 nhà báo đang bị giam giữ chỉ nói lên một phần của chiến dịch đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam. Trên thực tế thì chính quyền còn áp dụng nhiều hình thức đàn áp khác. Trong đó, theo như ông Long là cái chết đáng ngờ của một vài nhà báo. Hình thức đàn áp tự do báo chí hiệu quả nhất ở quốc gia độc đảng, theo nhà báo từng có kinh nghiệm trong môi trường báo chí nhà nước, là sự kiểm duyệt. Ông nói tiếp, cái việc đàn áp báo chí một cách có hệ thống, hiệu quả nhất, quy mô nhất, đó là tạo ra một môi trường tự kiểm duyệt trong toàn bộ hệ thống báo chí Việt Nam lẫn trong xã hội Việt Nam. Đây là hình ảnh 6 trong số những nhà hoạt động bị chính quyền bắt giữ trong thời gian gần đây từ trái qua: Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thúy Hạnh, Cấn Thị Thêu, Phạm Chí Dũng, Trịnh Bá Phương. Nỗi sợ hãi bị trừng phạt đã tạo ra hiệu ứng gây cóng trong toàn bộ xã hội, và vô hình chung những nhà báo là những người đáng ra phải cần có vai trò dẫn dắt xã hội thì cũng bị chi phối bởi cái hiệu ứng gây cóng này. Và đó là cái khiến cho hệ thống kiểm duyệt, hệ thống quản lý báo chí ở Việt Nam hiệu quả. Còn cái việc bắt bỏ tù những nhà báo này trên thực tế là công cụ để tạo ra một nỗi sợ hãi trong xã hội. Nghiên cứu của Ủy ban Bảo vệ Ký giả thống kê số nhà báo bị bắn chết hoặc hiện đang bị giam giữ trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là con số phóng viên và nhà báo bị bắt giam đạt kỷ lục trong năm 2021. Tổng cộng có 293 người hiện đang bị giam cầm ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đứng thứ nhất trong số các quốc gia đàn áp báo chí nặng nề nhất trên thế giới, theo tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả là Trung Quốc, với 50 nhà báo bị bỏ tù. Xếp sau là Myanmar, là nơi chính quyền quân sự đang giam giữ 26 ký giả. Tiếp đến là Ai Cập với 25 người và Việt Nam đứng thứ tư với 23 nhà báo đang ở trong tù. Nhà báo công dân Lê Trọng Hùng không có tên trong danh sách này, mặc dù ông sẽ ra tòa trong tháng 12 này cùng với một phiên tòa xét xử khác của bà Phạm Đoan Trang. Cả hai đều bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nhà cầm quyền Việt Nam luôn tạo ra những lý do để bắt giữ các nhà báo. Và lý do thật sự nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách bị bắt là gì? Đây là hình ảnh nhà báo Mai Phan Lợi trái và dạ luật gia Đặng Đình Bách. Trên báo Tiếng Dân có bài phân tích của tác giả Hiếu Paling như sau. Hôm qua vào ngày 6 tháng 12, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Mai Phan Lợi sinh năm 1971 về tội trốn thuế. Hai nhà hoạt động xã hội dân sự Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đã bị bắt giam cách đây hơn 5 tháng. Công an Hà Nội công bố vụ bắt giam này hôm 2 tháng 7 với cáo buộc trốn thuế. Một câu hỏi đặt ra là có phải trốn thuế là lý do thật sự để bắt giam hai nhà hoạt động xã hội dân sự này hay không? Vào ngày 14 tháng 7, nhóm tư vấn của châu Âu được thành lập trong khuôn khổ của Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đã gửi một lá thư đến ông Vadis Domnitsky, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại, và ông Denis Dubenets, Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thương mại. Nội dung lá đơn trình bày này về trường hợp hai nhà hoạt động xã hội dân sự Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đã bị công an bắt giam sau khi nộp đơn xin làm thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam được thành lập theo chương trình 13 Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Lá thư cũng cho biết cả hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đều là thành viên trong ban điều hành mạng lưới VNGO EVFTA, bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2020 nhằm phổ biến và thông tin về Hiệp định EVFTA, sự cấu hành xã hội dân sự ở Việt Nam, và 7 tổ chức này đã nộp đơn xin tham gia nhóm tư vấn của Việt Nam, viết tắt là VNDAK. Nhưng không nhận được sự trả lời, nay thì hai thành viên đã bị bắt giam. Đây là hình ảnh lá thư của nhóm tư vấn của châu Âu, trang 2 và trang 3. Lá thư do bà chủ tịch nhóm tư vấn của châu Âu ký tên cũng nêu ra những hoạt động của hai thành viên này. Ông Mai Phan Lợi, 50 tuổi, chuyên gia báo chí và truyền thông xã hội, trước khi sáng lập Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng,
viết tắt là MEC, ông đã điều hành Góc nhìn báo chí và công dân. Nhóm công khai có hơn 120.000 thành viên và nhóm diễn đàn nhà báo trẻ có 33.000 thành viên, đa số là nhà báo và sinh viên báo chí. Ông từng giữ chức trưởng phòng đại diện báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Vào năm 2016, ông bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ báo chí vì xúc phạm nghiêm trọng danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua vụ thăm dò lý do máy bay KC-212 của Hải quân Việt Nam mất tích, đăng tải trên trang Facebook và diễn đàn nhà báo trẻ gây tranh cãi. Ông Lợi cũng nằm trong số các nhà hoạt động xã hội dân sự được mời gặp Tổng thống Hoa Kỳ Obama trong chuyến công du Việt Nam của ông Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Mai Phan Lợi cũng có bút danh bút lông, thực tế đã bị bắt giam không nguyên cớ từ hôm 24 tháng 6 và chỉ được công an xác nhận vào hôm 2 tháng 7 vừa qua. Luật gia Đặng Đình Bách, 43 tuổi, là người bảo vệ sinh thái, ít được biết trong giới bất đồng chính kiến vì ông tập trung sinh hoạt trong lĩnh vực giáo dục nhằm giúp đỡ cộng đồng, hiểu biết và bảo vệ các quyền của mình. Đây là hình ảnh nhà hoạt động nữ quyền Huỳnh Thục Vy mới đây bị chính quyền tỉnh Đắk Lắk buộc thi hành án tù giam khi con nhỏ chưa đủ 36 tháng tuổi. Mục tiêu của trang web Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững của ông Đặng Đình Bách là trở thành nơi lưu trữ thông tin về các vụ việc mà quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm phạm do các hoạt động phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đã bị bắt nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn dân sự trong nước. Thông tin từ Đài Á Châu Tự Do cho biết, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 cũng ra thông cáo báo chí nhận định rằng việc bắt giữ hai nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách của Chính phủ Việt Nam là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn trong nước DAG. Nhóm này bao gồm các xã hội dân sự độc lập theo quy định của Hiệp ước Mậu dịch Tự do Liên minh giữa châu Âu và Việt Nam EVFTA. Cũng theo quốc tế, tội trốn thuế từng được cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng để bắt giam một số nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam công khai chỉ trích chính phủ trong những năm qua, như trường hợp luật sư Lê Quốc Quân, blog Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhà báo Trương Duy Nhật. Tuy vậy, cũng theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Hà Nội nhắm vào hai người từng hoạt động công khai với những dự án bền vững, có đăng ký với nhà nước và được cộng đồng quốc tế hỗ trợ.